ngổn ngang dự án đường bờ kè nghìn tỷ ven sông Đồng Nai. Cuối tháng 12 năm 2021, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa đến giáp danh huyện Vĩnh Cửu được động thổ. Công trình dự kiến hoàn thành thông xe sau 17 tháng thi công. Đến nay, các gói thầu thuộc dự án đang thi công cầm chừng, chủ đầu tư phải gia hạn lại hợp đồng, điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình đầu năm 2024. Ghi nhận của phóng viên báo Giao thông ngày 2 tháng 8, trên công trường đường ven sông, công nhân đang hối hả thi công nền đường lên cấp phối đá răm, đóng cọc kè bờ sông trên phạm vi khoảng 500m đầu tuyến. Dọc tuyến mặt bằng được bàn giao không liền khoảnh ra bèo gây khó khăn cho thi công. Theo Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, chủ đầu tư, đến nay tiến độ dự án đạt hơn 42% khối lượng công trình. Nguyên nhân dự án chưa về đích như kế hoạch do ảnh hưởng việc bàn giao mặt bằng, tái định cư chưa xong nên phải gia hạn thời gian. Theo Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, chiều dài tuyến 5,2 km nằm hoàn toàn trên địa bàn phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Điểm đầu của dự án tại mố A cầu Hòa An và điểm cuối tại khu vực giáp danh huyện Vĩnh Cửu. Dự kiến, tuyến đường này hoàn thành trong 17 tháng thi công với tổng vốn đầu tư dự án gần 1.300 tỷ đồng. Tuyến đường đường thiết kế có lộ giới 34m, xây mới cầu rạch lung. Ngoài ra, để cải tạo cảnh quan ven sông, tỉnh Đồng Nai cũng xây đoạn bờ kè dọc tuyến đường này làm công viên với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng.